Em bật trình chiếu xong cho slide kế đi. Em thấy đúng rồi. Rồi, thấy rồi. Rồi, vậy thì chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái văn bản pháp luật để quy định về cái việc hành nghề của mình. Vậy thì nếu các bạn là bác sĩ thì ngoài cái chuyện mà đây là chúng ta đang nói về cái mail hồi sức, thì các bạn sắp tới, các bạn sắp tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, vậy thì các bạn là bơn đọc dùng một số cái văn bản sau đây. Văn bản thứ nhất đó là luật khám chữa bệnh năm 2009, sửa đổi năm 2012. Văn bản thứ hai là quyết định 1854 của Bộ Y tế tháng năm 2015. Cái văn bản này quy định về chuẩn đầu ra của bác sĩ đa khoa. Cái văn bản tiếp theo mà chúng ta cần đọc đó là các văn bản về về các cái bệnh lý mà chúng ta sẽ theo cái chuyên khoa đó. Ví dụ như các bạn học về tim mạch chẳng hạn thì các bạn đọc các văn bản liên quan đến điều trị bệnh mạch vành, hướng dẫn điều trị bệnh mạch vành. Các bạn đang tham gia tuyến đầu điều trị COVID thì đọc các cái quyết định về hướng dẫn về điều trị bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Ban hành sửa đổi liên tục ha, ban hành cứ 6 tháng lại có một cái văn bản mới. Hoặc là các cái văn bản mà liên quan đến cái mail sức, các bạn liên quan cái mail sức cũng rất là nhiều. Về ngoại khoa chúng ta sẽ coi các cái văn bản liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, các văn bản liên quan đến các điều trị bệnh lý ngoại khoa. Thì ở đây anh nói đến một cái văn bản liên quan chuyên khoa gây mail sức, đó là thông tư 13 năm 2012. Văn bản này quy định rõ ràng về các quy chế của khoa gây mail sức. Thì trong này anh sẽ nói ngắn gọn thôi, bởi vì cái này nó liên quan về tổ chức. Cho nên là cái bài này nó sẽ rất là khô khan. Từ khi chúng ta đi học chuyên khoa, chúng ta sẽ thấy nó gần gũi với mình. Bởi vì mình làm, nó là cái môi trường mình làm việc. Mình quy đổi những cái quy định của văn bản đó qua những gì mình thực hành. Mình thấy là nó gần gũi. Còn giờ mình là sinh viên, thậm chí bây giờ chỉ học online. Mấy bữa nữa thực hành cũng online. Cho nên là những cái gì đó nó nghe rất là mơ hồ, rất là xa vời. Cho nên anh chỉ tóm tắt là vậy. Rồi anh cho slide kế đi. Thì khoa gây mail sức sẽ gồm 6 bộ phận. Thì cái phần này là một số bác sĩ chuyên khoa cứ quên mất bộ phận lớn nhất, một bộ phận lớn là bộ phận hành chính. Hành chính có nghĩa là giúp tổ chức về nhân lực, tổ chức về chẳng hạn như là lịch trực của nhân viên, rồi ai làm vị trí nào ở đâu, ai phụ trách công việc gì, rồi tiếp nhận bệnh nhân như thế nào, rồi bệnh nhân được chuyển như thế nào, các cái thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, các cái giấy điều trị, quản lý các cái phiếu điều trị, các phiếu chăm sóc, các cái công khai, tức là các cái phiếu tính tiền cho bệnh nhân đó, rồi các cái quy trình kỹ thuật, quản lý quy trình kỹ thuật, thì đó là một bộ phận hành chính. Thì chuyện này vô cùng quan trọng, bộ phận này vô cùng quan trọng, bởi vì nếu không có bộ phận này thì các bộ phận khác sẽ làm không có đúng quy trình và nó sẽ gây nguy hại cho người bệnh. Rồi ngoài ra còn có 4 bộ phận khác, thì gồm có khám tiền mê, có nghĩa là chuẩn bị trước mổ, phòng mổ nghĩa là nơi bệnh nhân được gây tê gây mê để người ta được mổ. Về phòng hồi tỉnh có nghĩa là gây mê xong rồi, gây tê xong rồi thì mổ xong rồi thì chuyển ra đó theo dõi, ổn định thì mình sẽ cho chuyển trại. Còn nếu nặng quá thì đưa vào hồi sức ngoại khoa. Và một cái cuối cùng đó là một cái đơn vị điều trị đau, nghĩa là trường hợp đau sau mổ hoặc là đau cấp tính, mạn tính thì có thể đến đơn vị này để bác sĩ gây mê thực hiện một số thủ thuật để gây mê để có thể điều trị giảm đau cho bệnh nhân. Và cho sai kế đi em. Thì đó là công tác tại đơn vị hành chính. Như nói đơn vị hành chính nó là cái đầu tàu, cái đầu tàu để điều khiển cho cái toa tàu, cái đoàn tàu đi đúng hướng. Bởi vì nếu không, các toa sẽ đi như là không có theo một hướng nào cả, không có theo một cái sự chỉ dẫn nào cả, cho nên là không thể thiếu được, mặc dù là công việc hành chính nó không có đụng trực tiếp vào bệnh nhân, tức là không có điều trị trực tiếp bệnh nhân. Cái này nó cũng tương tự như các bạn sẽ gặp khi các bạn phải công tác, các bạn đến công tác tại tuyến cơ sở, mình sẽ xuống các đơn vị cơ sở như là tuyến trạm cơ sở y tế, mình sẽ thực tập sức khỏe cộng đồng tại đó ha. Mình sẽ thấy ở đó là mình quản lý rất là nhiều chương trình, và việc quản lý đó nó vô cùng quan trọng, bởi vì việc quản lý đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cả cái cộng đồng đó, chứ không phải chỉ riêng một người. Một bác sĩ có thể chữa rất là giỏi cho một người, nhưng mà cái cộng đồng nó có thể có cả trăm cả ngàn người bệnh, và nếu như cả trăm cả ngàn người đó cần một người quản lý tốt, cả trăm cả ngàn người đó được hưởng lợi. Còn nếu như chỉ có bác sĩ chữa cho một người thì một bác sĩ một ngày giỏi lắm chữa cho 10 người là hết cỡ. Như vậy thì mình phải thấy được cái vai trò, cái chức trách của y khoa, từ đó mình mới biết được là cái công việc của tôi đem lại lợi ích rất nhiều, chứ không phải chỉ có chuyện mà ông đó bà đó bị bệnh rất là nặng, tôi chữa xong cái ông bà đó khỏe thì coi như là tôi rất là thành công. Không hẳn. Rồi tiếp theo. Rồi, tại cái đơn vị, tại khoa, tại vị trí khám tiền mê thì đó là nhiệm vụ của bác sĩ là khám, đánh giá và lên kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân.
đồng thời được giải thích về gây mê hồi sức. À, cái này chuyện quan trọng, có nghĩa là không phải mình đi mổ, không phải là người bệnh được đi mổ là đơn giản mà ông bị bệnh đó, ông có khối u ở chỗ đó, ông bà có khối u chỗ đó, bây giờ nó mổ cắt khối u đi ông ạ. Mà nó phải giải thích về ngoại khoa cũng như là bác sĩ phẫu viên cũng như là bác sĩ gây mê hồi sức phải giải thích là ông bà có khối u ở vị trí này, chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ nó đi. Cuộc mổ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu, cái cách làm như thế này, sau khi cắt xong thì ông bà sẽ bị, có khả năng là ông bà sẽ bị những cái vấn đề chẳng hạn như là chảy máu hay là nhiễm trùng, có thể là cái cơ quan nó sẽ suy giảm chức năng, có thể dẫn hậu quả như thế này thế kia. Tuy nhiên là cái mặt lợi ích nó là thế này, ông bà sẽ loại bỏ được cái bệnh lý này, và người ta quyết định, người bệnh sẽ quyết định là họ có chấp nhận cái nguy cơ của cái cuộc mổ, chấp nhận nguy cơ của việc gây mê hay không, rồi họ quyết định xem họ có đồng ý hay không. Họ đồng ý mới mổ nha, họ không đồng ý thì không mổ. Trừ trường hợp cấp cứu, người ta không có, người ta bị hôn mê, người ta không đủ khả năng, người ta quyết định, thì lúc đó người nhà hoặc là người được ủy quyền họ quyết định. Còn nếu không có cái đó luôn thì bệnh viện quyết định thông qua quy chế lãnh đạo, có nghĩa là bác sĩ cho rằng là trường hợp này là nguy cấp, cần phải cấp cứu, mổ để cấp cứu nếu có bệnh nhân chết, thì lúc đó lãnh đạo bệnh viện duyệt, thì coi như đó là một cái cuộc hội chẩn ha. Tiếp theo rồi, đó là phòng mổ. Phòng mổ thì mình, bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng mổ, mình tiếp nhận, mình thực hiện VT gây mê, sau đó mình trong cái VT gây mê mình thực hiện chăm sóc, mình đảm bảo bệnh nhân an toàn, sau đó mình chuyển bệnh nhân vào phòng bình tĩnh. Rồi tiếp theo, rồi và trong phòng mổ thì công tác hết sức đa dạng. Chúng ta đi mổ mình thấy nhiều khi bác sĩ gây mê xuất chẳng nói tiếng nào, người gây mê xuất cũng không nói gì nhiều, nhưng mà thực ra họ làm rất nhiều việc. Họ phải đánh giá xem bệnh nhân có cái tình trạng, bệnh nhân có phù hợp với cuộc mổ hay không. Họ phải xem là cái độ mê với cái tình trạng huyết động, tức là mạch huyết áp, các chỉ số của tim mạch, rồi các cái vấn đề về hô hấp, về các cái phản ứng bệnh nhân nó có phù hợp hay không, cần điều chỉnh như thế nào. Họ dựa trên các cái kiến thức về sinh lý của nội khoa để họ làm điều đó. Họ làm những cái, họ theo dõi bệnh nhân bằng các trang thiết bị, họ phải hiểu rõ các trang thiết bị đó, họ biết là tín hiệu đó là nó tốt hay nó xấu, tại sao. Rồi sử dụng các loại thuốc, các loại dịch truyền, các chế phẩm máu như là chống nhiễm khuẩn ha. Xa kế đi. Rồi đây là cái cấu trúc của phòng mổ. Bên tay trái anh có để một cái quyển sách đó, cái textbook đó, chúng ta có thể download cái textbook mà về, chúng ta một số trang nó download, chúng ta download miễn phí. Cái này nhiều khi các bạn rành tiếng Anh nữa ha. Chúng ta đọc cái đó chúng ta có hiểu được rằng là phòng mổ cần làm chuyện gì trong phòng mổ. Phòng mổ nó cái yêu cầu của nó là gì? Yêu cầu của một phòng mổ gồm có gì? Và cái phần này chúng ta sẽ có thể đọc trong bài text mình gửi trong cái giáo trình. Chúng ta có cái phần này rất là kỹ. Và tiếp theo. Rồi, đây là một cái hình ảnh minh họa cho một cuộc mổ. Chúng ta thấy là bác sĩ gây mê, người gây mê hồi sức đứng ở phía trên đầu. Hai phẫu viên và người phụ mổ và người dụng cụ viên á thì đứng ở bên cạnh bệnh nhân. Và tất cả những cái này nó đều có quy định hết, có nghĩa là ai đứng ở đâu, cuộc mổ nào ai đứng ở đâu, rồi trang thiết bị, máy đốt, máy hút, các loại xô đựng gạt, đựng dụng cụ, các loại bàn dụng cụ để ở đâu, máy gây mê để ở đâu, ai ở đâu thì đều có quy định cả. Và tất cả những cái đó là theo quy định đó để an toàn cho bệnh nhân. Em có thể quay lại cái slide trước được không? Rồi chúng ta thấy một cái phòng mổ được trang bị rất là nhiều thứ nha. Và trong đó nó có một số món bắt buộc phải có. Thứ nhất là phải có đèn mổ, không có đèn mổ không có sáng sao mổ. Chúng ta phải có một cái bàn mổ có thể là xoay được, xoay tư thế được. Là phải có phương tiện để cung cấp thông khí và máy thở, như là máy gây mê. Máy thở cho máy gây mê, phương tiện cung cấp các loại thuốc, dịch truyền, đường truyền dịch ha. Rồi phương tiện thiết bị được sát trùng, được tiệt khuẩn, đúng không, là sát trùng tiệt khuẩn. Rồi các loại thuốc để cấp cứu ha. Phải có máy hút trong trường hợp mà dịch ở trong đường hô hấp nó nhiều quá, đàm nhớt nhiều quá thì phải hút, hoặc là hút những cái máu ở trong phòng trường. Rồi cho slide kế tiếp luôn, kế tiếp luôn. Rồi ở đây nó có một cái lỗi sai ở trong cái hình này, đó là cái lỗi của cái phí NO2, rồi đó phải là N2O, N2 ha, mà là N2O. Mình sắp là viết nhầm, em chờ các bạn sửa, các bạn đánh dấu lại cái phần này được ghi NO2 nha. Tại NO2 là khí không hít được đâu, NO2 là khí mang tính axit rất là mạnh, nó phá hủy mô rất là mạnh nên không sử dụng. Nhưng mà N2O này là một cái khí dùng trong gây mê nha.
trong phòng mổ nó có rất là nhiều khí, và khí đó nó đảm, người ta phải đảm bảo cái tính an toàn tối đa. Chẳng hạn như là N2O với oxy không được lắp nhầm, bởi vì nếu lắp nhầm thì chúng ta sẽ làm cho oxy cung cấp mình nhân giảm đi, mình nhân có thể chết đó. Mình cho ta kế đi, đây là các trang thiết bị mà anh đã nói trong cái phần hồi nãy, trong cái phòng mổ kế luôn em. Rồi vậy thì mổ xong rồi thì bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi tỉnh. Mục tiêu của phòng hồi tỉnh là để cho bệnh nhân phục hồi tất cả những gì mà mình đã ức chế hồi nãy, ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, ức chế hô hấp. Mình cho bệnh nhân không có tỉnh, rồi mình dùng các loại thuốc giảm đau, rồi bệnh nhân có loại thuốc giãn cơ. Rồi vậy thì bây giờ bệnh nhân phải được hồi phục hoàn toàn ổn định thì người ta mới mới chuyển bệnh nhân đi. Ngoài ra mình coi dò các biến chứng, chẳng hạn như mổ xong cái nó chảy máu, mổ xong rồi cái nó bị cái đường mổ chẳng hạn như là cái phổi, khâu cái phổi cắt cái thùy phổi xong rồi nó tràn khí quá nhiều, hoặc là nó đau quá nhiều, hoặc là nó xảy ra những cái biến chứng khác chẳng hạn như là mổ soạn thần kinh soạn não xong rồi bệnh nhân bị đa, bệnh nhân bị hôn mê, bệnh nhân không tỉnh, rồi phát hiện những cái đó là mình xử lý cho phù hợp. Thì cái này nó sẽ tập hợp kiến thức của rất nhiều chuyên ngành khác nhau và bác sĩ gây mê hồi sức phải học cái đẹp. Và ngoài ra thì mình còn điều trị đau ha. Vậy thì cái công tác tại phòng cái phòng hồi tỉnh chúng ta có nguyên một chương ở trong giáo trình, tức là tổ chức về phòng hồi tỉnh thì sẽ gồm có bao nhiêu người, bao nhiêu trang thiết bị, bao nhiêu theo dõi những cái gì, trong cái phần đó nó ghi rất là rõ. Thì sẽ có một cái bài trong thực hành mình sẽ nói kỹ hơn cái này. Sai kế đi. Rồi chúng ta thấy ở đây phòng hồi tỉnh, phòng hồi tỉnh phòng tỉnh nước ngoài là bệnh nhân phòng hồi tỉnh này nó có thể gọi là tương đương phòng hồi sức của bệnh nhân. Các bạn làm công tác ở tuyến đầu mà các phòng hồi sức của bệnh nhân covid, chúng ta thấy được là phòng hồi sức covid chưa chắc nó đã được như này, và bây giờ cái đợt dịch bệnh vừa rồi mình thiếu trang thiết bị rất là nhiều. Rồi cho sai kế đi. Tiếp theo là hồi sức ngoại khoa. Hồi sức ngoại khoa đối với trường hợp bệnh nặng, trường hợp mổ xong mình phải hồi sức thời gian dài, mình không đưa vào hồi tỉnh mà đưa vào hồi sức để chăm sóc, chẩn đoán, đánh giá, điều trị tích cực và cũng như là giải thích cho thân nhân. Chẳng hạn như mổ xong bệnh nhân có những cái vấn đề, chẳng hạn như mổ cấp cứu chấn thương sọ não xong, có khả năng là bệnh nhân cái tổn thương thần kinh bệnh nhân nặng, bệnh nhân có phải thở máy dài ngày, bệnh nhân có khả năng phải khai khí quản để khai máy thở, bệnh nhân có khả năng là tỉnh, cái quá trình thức tỉnh của bệnh nhân nó sẽ bị ảnh hưởng, tri giác sẽ bị rối loạn, thì mình phải tiếp nhận tiếp đón thông tin nhân, mình giải thích họ những gì đó và cho họ sai chế này. Đây là một cái ví dụ bệnh nhân tại hồi sức, mới thấy bệnh nhân theo dõi bằng rất nhiều trang thiết bị, rất nhiều loại thuốc, sử dụng một cái cột có 5-6 cái chai, 5-6 cái máy bơm tim tự động của bệnh nhân. Bệnh nhân được thở máy, bệnh nhân được chăm sóc toàn diện, bệnh nhân được chăm sóc từ dinh dưỡng cho đến các chức năng sinh tồn, các chức năng sinh lý cơ thể ha. Và cho tiếp đi. Và cuối cùng là điều trị đau. Thì cái đơn vị này ở phát em xuất hiện giờ là chưa được làm nhiều, nhưng mà mình có thể điều trị đau sau mổ, rồi mình điều trị đau cấp tính mạn tính ha. Thì đó là một cái chuyên khoa đang có một cái hội gọi là hội đau của thành phố Hồ Chí Minh và sẽ có cái chuyên khoa điều trị đau sau này. Rồi kế tiếp đi. Rồi thì ngoài ra thì bác sĩ em xuất không chỉ làm việc trong những cái đâu này mà phải có nhiều cái vai trò khác nữa, chẳng hạn như là cấp cứu nè, nghiên cứu khoa học ha, đào tạo ha, và hợp tác quốc tế. Thì mình phải làm hết những cái này thì cái chuyên môn của mình nó mới được đảm bảo, nó phục vụ cho thực hành của mình. Tiếp tục em. Rồi vậy cái bài này nó đơn thuần về tổ chức, do đó cái nào chúng ta đọc thêm về trong cái phần text trong cái bài giảng, trong cái giáo trình đó thì mình hiểu rõ hơn. Có hỏi gì về cái này không? Dạ anh ơi, em có hơi không phân biệt được đó là cái khối hồi sức ngoại em thì cái người bác sĩ ở khối đó là chỉ cần có chuyên môn về hồi sức là được, hay là người bác sĩ đó là bác sĩ gây mê luôn ạ? Người làm việc tại hồi sức ngoại phải là bác sĩ gây mê hồi sức. Bởi vì sao? Bởi vì cái hồi sức ngoại là tiếp nhận những bệnh nhân với cái tình trạng bệnh hồi sức mà nó có thể liên quan đến cái vấn đề ngoại khoa, có nghĩa là vấn đề mổ xẻ, tức là người đó phải biết. Chẳng hạn như một cái trường hợp, một ví dụ ha, một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, bệnh nhân được đưa lên hồi sức ngoại để theo dõi bởi vì bệnh nhân có tri giác kém, tri giác bệnh nhân nó lơ lửng khoảng 10 điểm 11 điểm, phẫu viên thì nói là cái này chưa chỉnh mổ, người ta đặt lên chậm hơn, dẫn đến là bệnh nhân có thể gặp những biến chứng do cái phẫu thuật nó không có phù hợp cái thời điểm.
Và sau khi mổ xong thì cái người bác sĩ tại hồi sức ngoại cũng hồi sức cho bệnh nhân cũng có hiểu là à, cái cuộc mổ nó diễn ra như thế nào, cuộc mổ nó phẫu thuật viên nó làm gì, và những gì phẫu thuật viên làm nó có ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của bệnh nhân như thế nào, thì từ đó mới có cái chiến lược và cái kế hoạch hồi sức cho phù hợp. Như vậy thì người làm ở hồi sức ngoại phải là bác sĩ gây mê hồi sức. Và tuy nhiên về mặt thực hành chúng ta thấy là một số bệnh viện không có hồi sức ngoại mà chỉ có hồi sức chung, có nghĩa là bên ngoài khoa nặng cũng đưa về khoa hồi sức, về khoa hồi sức tích cực, và nội ngoại khoa gì đó họ chăm chung, thì điều đó không nên, điều đó nên là bác sĩ gây mê hồi sức. Tuy nhiên về cái nhân lực hiện giờ thì mình chưa có đủ, và cái quy mô của bệnh viện cũng vậy, nên từ từ mọi thứ nó sẽ thay đổi nhiều hơn. Câu hỏi nào khác không? Dạ, anh ơi, anh cho em hỏi là cái chương trình học gây mê hồi sức nó khác gì với cái chuyên khoa gây mê hồi sức sau đại học? Em hỏi là chương trình học gây mê hồi sức khác gì với sau đại học là sao? Là có một đào tạo cái ngành đại học là ngành gây mê hồi sức, em thấy một số bạn học gây mê hồi sức á. À, em biết ý em muốn nói là cử nhân gây mê hồi sức hả? Dạ. Thì họ à, cử nhân gây mê hồi sức là à, nó khác về cái ngạch. Cái ngạch của cử nhân điều dưỡng gây mê hồi sức đó là ngạch điều dưỡng. Điều dưỡng có nghĩa là ngạch chăm sóc. Còn cái ngạch của bác sĩ là cái ngạch điều trị, có nghĩa là cái ngạch em ra y lịch. Vậy thì người điều dưỡng gây mê hồi sức là người theo thông tư 13 mà chúng ta thấy hồi nãy ấy, thì người điều dưỡng gây mê hồi sức là người phụ việc cho người bác sĩ gây mê hồi sức, và họ giống như là người điều dưỡng bình thường khi em cho y lệnh thì người điều dưỡng thực hiện. Thì đây thì người điều dưỡng gây mê hồi sức cũng vậy, họ mình cho y lệnh và họ thực hiện, và họ cùng mình để thực hiện những cái thủ thuật gây mê gây tê, và trong một số tình huống thì cho phép họ thực hiện những cái y lệnh, thực hiện các biện pháp điều trị cấp cứu. Chẳng hạn như bệnh nhân tuổi áp thì họ xử lý, nhưng xong mà họ báo cho mình biết. Và lý do là bác sĩ gây mê hồi sức theo nguyên tắc chuẩn là một người, một bệnh nhân đi mổ thì một người bác sĩ gây mê hồi sức và một điều dưỡng gây mê hồi sức. Nhưng mà nhiều khi mình quá tải, mình không có đủ, có nghĩa là người ta cho phép một bác sĩ gây mê hồi sức phụ trách hai người bệnh tại hai bàn mổ, hai bàn mổ nhưng mà hai phòng mổ, nhắc lại hai bàn mổ. Thì có thể một thời điểm nào đó bác sĩ gây mê hồi sức không có mặt tại tại bàn mổ đó, thì người điều dưỡng có thể có một số trường hợp họ được phép làm một số biện pháp điều trị, họ báo cho mình biết, báo cho bác sĩ gây mê hồi sức biết để thực hiện. Thì đó là cái khác về cái ngành. Còn cái điều cái đào tạo chuyên khoa sau đại học thì chuyên khoa một gây mê hồi sức là chúng ta phải học 2 năm. Cái điều kiện đi thi cũng là thứ nhất là có chứng chỉ hành nghề nội khoa, và nó hơi ngặt nghèo hơn so với những cái khác nữa, là phải có thêm giờ, có thêm giấy chứng nhận 12 tháng làm việc trong chuyên ngành nữa. Cho nên là muốn thi gây mê hồi sức là mất thời gian hơn nữa. Rồi, có hiểu vấn đề chưa hay là chưa rõ? Dạ dạ em cảm ơn. Rồi. Câu hỏi nào khác không? Dạ anh ơi, chị em hỏi là trong cái tổ chức khoa gây mê hồi sức là có cái điều trị đâu không anh? Thì em không biết là bên em đi ngang qua Trương Vương thì em cũng thấy có một cái khoa điều trị đâu, thì em không biết hai cái đó nó có sự tương đồng không ạ? Nó có sự trồng lấn, nó không có sự tương đồng, bởi vì điều trị đau là một chuyên ngành, và điều trị đau thì có nhiều chuyên khoa có thể thực hiện điều trị đau. Thông thường những người làm điều trị đau bao gồm thứ nhất là bác sĩ gây mê hồi sức, thứ hai là bác sĩ nội thần kinh có thể làm được, bác sĩ ngoại thần kinh, chuyên khoa về thần kinh, ngoại thần kinh cũng có thể làm được, bác sĩ chuyên khoa về tâm thần một số trường hợp cũng có thể chấp nhận cho để học cái chuyên ngành điều trị đau. Đây đang nói về cái tổng quát nha, tức là cái nói về cái chung của thế giới. Còn của mình thì điều trị đau nó chưa hình thành một chuyên khoa, có thể sắp một vài năm tới hình thành chuyên khoa. Vậy thì điều trị đau đó nó có thậm chí ngoại khoa họ cũng sẽ điều trị đau, nội khoa và như nội thần kinh như người ta nói là có thể điều trị được. Cái khoa điều trị đau mà em thấy bên Trung Vương là nó phục vụ cho những trường hợp đau do bệnh lý, chẳng như đau thần kinh hoặc đau mãn tính, đau do ung thư, thì họ đến khoa đó để họ nhận thuốc hoặc là họ làm những cái thủ thuật, chẳng hạn như phong bế thần kinh, phong bế đám nối tạng và phong bế những cái dây thần kinh ở cái vị trí cột sống để giúp ta giảm đau. Chuyên khoa này nó cái đây là cái chuyên ngành nó rộng lắm và nó có nhiều thủ thuật và nó rất là thú vị. Thì nếu chúng ta tìm hiểu về đau nó rất là hay, nó có sự trồng lấn nha chứ nó không có tương ứng. Rồi, hiểu ý chưa? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Câu hỏi nào khác không các bạn trẻ? Hỏi ngoài lề cũng được ha. Hỏi về
chuyên ngành của anh gì đó hỏi về sau này đi học như thế nào, xong đi làm như thế nào cũng được. Dạ, anh ơi cho em hỏi là bây giờ nếu như mà mình định hướng về học khoa game hồi sức thì con đường của mình đi sẽ là như thế nào hả? À rồi, con đường mình đi như thế nào? Con đường của mình là mình học 18 tháng luân khoa, đến năm chứng chỉ hành nghề nội khoa. Sau đó chúng ta phải có cái giấy công tác 12 tháng trong chuyên ngành, nghĩa là chúng ta làm việc tại khoa game hồi sức trong 12 tháng. Rồi chúng ta đi thi chuyên khoa 1. Rồi sau đó nếu học chuyên khoa 1 xong rồi thì mình học chuyên khoa 2. Mà có con đường tắt nữa đó là con đường học nội trú. Nội trú chúng ta học trong 3 năm, sau này có thể thay đổi dài hơn một chút. Thì học xong nội trú chúng ta có bằng cái chứng chỉ hành nghề chuyên khoa luôn. Thì nội trú là con đường đi ngắn nhất đó nha. Cho nên ai có khả năng học nội trú, thi nội trú thì cố lên. Hình như là trường mình không có nội trú gây mê hồi sức hả? Đúng rồi, vì lý do là cái bộ khung của bộ môn không có đủ, chưa đủ nhân lực để mở mảng ngành nội trú. Hy vọng là 2 năm nữa có. Cho nên giờ ai muốn thi nội trú phải thi qua đại học dược. Năm rồi thì thi cũng được, vừa đầu đợt vừa đầu thi cũng được, lý do là dịch bệnh cho nên là cái thời điểm tốt nghiệp nó bị chậm, cho nên là cuối cùng trường mình không thi được bên đi dược. Rồi hỏi gì nữa? Dạ, dạ anh ơi cho em hỏi là cái vấn đề mà mấy cái bệnh viện nhận đào tạo sinh viên tốt nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề ấy, anh mình có nên theo học để lấy chứng chỉ hành nghề không anh, hay là đi xin bệnh viện làm từ từ rồi lấy chứng chỉ hành nghề sau 18 tháng tốt hơn anh? À, về mặt nguyên tắc ở đây nó có cái vấn đề đó là hai phía. Bệnh viện cần em có chứng chỉ hành nghề, tại vì nếu em không có chứng chỉ hành nghề bệnh viện không có dùng em vào được việc gì trơn á, tức là em chỉ là một người phụ việc đúng nghĩa, tức là em chỉ khám bệnh cho thuốc xong rồi có người khác ký cho em, em không có quyết định được gì cả. Em cũng không có đứng ở trong một cái vị trí phòng khám hay cái gì đó để em ra y lệnh hay là em cho thuốc hay là em trực gác một mình, em cũng không được. Cho nên bệnh viện là nhu cầu bệnh viện là cần bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Do đó bệnh viện sẽ thường là họ sẽ gửi một là nếu mà họ đào tạo được thì họ đào tạo em. Còn nếu như họ không đào tạo được thì họ sẽ gửi em đi học ở nơi nào đó để em có chứng chỉ hành nghề. Bởi nên em không có chứng chỉ hành nghề chả nơi nào dùng được cả. Phải có chứng chỉ hành nghề mới là người thực sự là công tác được trong cái trong y khoa. Hiểu ý chưa? Dạ, cái ý em là em hỏi là mình có nên đi học không anh? Đi học ở những cái bệnh viện nó mở mấy cái lớp mà đào tạo 18 tháng á. Em có nên đi học hay không? Nếu như em là phải chọn nhiệm sở thì cái chuyện đó em thảo luận với lại cơ sở của em, với lại nơi em thường nơi em làm. Còn nếu như em là một người coi như tự do, em không có vướng bận gì nhiều, em có nên đi học hay không? Thế em muốn có chứng chỉ hành nghề sớm không? Hay em muốn có chứng chỉ hành nghề muộn? Rõ ràng là em muốn có sớm đúng không? Vậy thì cần đi học chứ. Còn nếu như em cảm thấy không, tôi không cần đi học, tôi giờ tôi thích làm phụ cũng được, làm phụ một thời gian. Nếu như có nơi nào đó tuyển em, nơi nào đó họ nhận em làm như vậy, chưa cần chứng chỉ hành nghề, cứ làm cái đã, thì em cứ đi làm thôi. Nhưng mà theo xu hướng thì rõ ràng chúng ta cần chứng chỉ hành nghề, tại vì cái thù lao dành cho người có chứng chỉ hành nghề nó khác lắm, nó khác so với thù lao người chưa có lắm nha. Rồi, câu hỏi nào khác không? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, anh ơi, cho em hỏi trong bài xíu. Hỏi đi em. Dạ, là nếu vậy cái phòng hồi tỉnh như là cái hồi sức ngoại khoa nó chỉ phân biệt với nhau là bệnh nặng thôi ha, tức là bệnh nặng thì mình mới đưa vô hồi sức ngoại khoa hay sao? Nó phân biệt nhiều cái, chẳng hạn như đúng như em nói là một điểm phân biệt đó là phòng hồi tỉnh thì bệnh nó không có nặng như ở hồi sức ngoại, nhưng mà phòng hồi tỉnh bệnh nó có thể trở nặng bất kỳ lúc nào, có thể trở nặng vì nhiều lý do bản thân bệnh lý hoặc là do phẫu thuật hoặc là do cái quá trình vô cảm nó gây ra cái biến chứng sau đó và bệnh nhân trở nặng. Thì bệnh nhân trở nặng thì cần được đưa vào trong cái hồi sức ngoại để điều trị tiếp. Tuy nhiên có những trường hợp hồi sức ngoại họ quá tải, chẳng hạn như là đầy hết giường, không còn chỗ nào khác nữa, thì đến lượt phòng hồi tỉnh sẽ chuyển chức năng thành phòng hồi sức ngoại. Đó là một số vị trí có thể cho thở máy, một số vị trí để hồi sức bệnh nhân. Thì đó là cái khác biệt về cái mức độ nặng. Khác biệt thứ hai đó là cái phương tiện. Thì phương tiện ở hồi sức ngoại thì nó nhiều hơn, tức là thường là mỗi bệnh nhân có được một phương tiện theo dõi. Còn ở hồi tỉnh thì nhiều khi nó không có nhiều bằng, có nghĩa là 2-3 người mới có một cái. Về nhân lực cũng vậy, có thể là nhân lực ở hồi tỉnh nó sẽ ít người hơn ở hồi sức ngoại. Rồi, câu hỏi nào nữa không?
Alo anh ơi. Nói đi. Em hỏi là em hỏi ngoài lệ là bộ môn mình có nhu cầu tuyển dụng sau này không anh, giảng viên hoặc là này đó cho sinh viên Hàn Quốc vậy ạ? Bộ môn hả? Dạ đúng rồi. Bộ môn có nhu cầu tuyển dụng hay không? Bộ môn có nhu cầu tuyển dụng. Mà tuy nhiên nhu cầu đó có được nhà trường chấp nhận hay không thì nó là chuyện khác. Vì đó hiện giờ là bộ môn có 9 người cơ hữu. 9 người cơ hữu nhưng mà hơn nữa trong số đó là đang được đào tạo. Tại vì lý do là muốn dạy á, tức là muốn dạy, tức là muốn thành giảng viên đúng nghĩa đó, thì quá trình học nó dài hơn so với bác sĩ thực hành ở ngoài bệnh viện rất là nhiều. Do đó cái cam kết của cái người về bộ môn là nó cao lắm. Tức là phải cam kết học xong cả hai bằng, thứ nhất là bằng tiến sĩ, thứ hai là bằng chuyên hai. Do đó là hiện giờ mới chỉ có một số lượng rất ít giảng viên để đạt được cái cam kết đó, cho nên là nhu cầu vẫn còn, bởi vì lý do là nhu cầu giảng dạy của chuyên khoa gây mê hồi sức hiện giờ là rất lớn, cho nên giảng viên hiện giờ là đang bị quá tải rất là nhiều. Nhưng mà với số lượng cơ hữu hiện giờ thì để xin thêm nhu cầu từ nhà trường có tuyển thêm hay không thì có thể rất khó, bởi lý do là cái bộ khung, cái khả năng chi trả tiền lương và cái bộ khung của nhà trường với những cái quá trình đào tạo hiện giờ thì nhà trường có thể sẽ không xét tuyển thêm ít nhất trong 1-2 năm tới, trừ khi là bộ môn mở được thêm mảng ngành và bộ môn cần thêm người nữa thì lúc đó mới có nhu cầu tuyển dụng thêm. Mà nói trước là phải học cả tiến sĩ lẫn chuyên khoa 2 nha, có nghĩa là quá trình học từ khi tốt nghiệp cho đến khi khó được cái đó là ít nhất là 16 năm nha. Bởi vì chúng ta tính đi, cứ tính chính trị hành nghề học xong chuyên khoa 1 không thôi, chúng ta đã mất khoảng 5-6 năm rồi. Chuyên khoa 2 thêm mấy năm nữa, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ thêm mấy năm nữa. Thì nó mất 15-16 năm. À chưa kể nữa là phải cam kết đi Pháp học 2 đợt, mỗi đợt 1 năm. Bộ môn bắt buộc đi học, bắt buộc đi học và bộ môn đẩy đi học luôn. Cho nên hiện giờ là bộ môn có nhu cầu, không có nhu cầu, nhưng mà nhu cầu được duyệt hay không thì chuyện đó là chuyện khác. Và em nói chuyện giảng viên thì hiện giờ bộ môn cũng ngoài chuyện giảng viên và này nọ, thì hiện giờ bộ môn không tuyển này nọ, bộ môn chỉ tuyển giảng viên và nếu sau này được thì tuyển thêm thư ký, nhưng mà thư ký chắc không cần phải là bác sĩ đâu. Rồi có hỏi gì nữa không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là cái đặc tính công việc của ngành mình đó anh, thì nó sẽ phù hợp với đối tượng nào anh? Anh có thể chia sẻ với tụi em đặc tính công việc phù hợp đối tượng nào? Về mặt cái cường độ công việc thì nó đòi hỏi rất là cao, do đó có lẽ là nó phù hợp với nam hơn với nữ. Đó lý do tại sao mà bộ môn tuyển nam hơn tuyển nữ, tuyển giảng viên đó. Tại vì lý do là trong quá trình học 16 năm đó, lỡ mà tuyển một bạn nữ nào đó mà vào bộ môn làm giảng viên trong quá trình đó, rồi bộ môn không thể đòi hỏi bạn đó là một người nữ rồi lập gia đình xong rồi có con, thì quá trình mà học hành nó sẽ bị gián đoạn, cho nên là bộ môn quyết định là không có tuyển nữ, mặc dù trong bộ môn có một số người là nữ, trừ một trường hợp đặt ngoại lệ, đó là nếu ai đó tốt nghiệp nội trú xong rồi có mong muốn về làm việc tại bộ môn thì sẽ đồng ý. Và vấn đề nằm ở chỗ là học nội trú xong không thấy ai lệ chứ, tại vì do học nội trú xong thì có những cái chỗ khác mời gọi nó hấp dẫn hơn đó. Còn nếu ai cảm giác mà muốn về bộ môn, muốn đi học thì quá trình học và quá trình đào tạo sẽ rất vất vả. Nhưng mà bộ môn nhận cái một điều đó là nếu như sau 16 năm đó nha, tức là từ khi bước chân vào bộ môn cho đến khi tốt nghiệp được cả tiến sĩ và chuyên khoa 2, thì bộ môn cam kết luôn ngược lại, đó là cái người đó nếu như học tốt thì sau 16 năm đó có thể làm trưởng khoa tại bất kỳ bệnh viện nào tại Việt Nam, đủ trình độ làm trưởng khoa, chỉ cần học thêm một vài cái kiến thức, một số cái chứng chỉ về quản lý là đủ, đảm bảo. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Rồi 9:30 rồi ha, là chúng ta cần nghỉ một tí trước khi chúng ta học cái môn kế tiếp. Rồi bài đã gửi cho chúng ta rồi thì chúng ta tìm hiểu tất cả cái này ha, và bất kỳ lúc nào mà cảm thấy mà có thể có cần câu hỏi gì đi, đặt cho câu hỏi gì đó thì có thể hỏi anh hoặc hỏi các giảng viên khác ha. Rồi vậy chúng ta kết thúc ngày học đầu tiên của năm thứ năm ở đây ha. Rồi chúc tất cả chúng ta một năm mới vừa cả các
các bạn cũng như là gia đình các bạn đều bình an, nhiều sức khỏe và học thật là tốt. À, cũng như chúng ta suy nghĩ thật kỹ về những gì anh đã nói trong cái buổi ngày hôm nay, về tương lai của mình ha, về cái nghề nghiệp của mình. Rồi, vậy chào các bạn nha. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.